F0 nhưng vẫn đến trường làm việc. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa lên tiếng về vụ việc thầy Phạm Thanh Nam, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn, đang là F0 nhưng vẫn đến trường. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khẳng định ông này chỉ là F1. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, thầy Phạm Thanh Nam, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn, quận 7 là F1 chứ không phải F0. Tuy nhiên, việc thầy Nam là F1 nhưng vẫn đến trường lấy laptop và hồ sơ là vi phạm quy định về phòng chống dịch. Theo ông Hiếu, ngày 13 tháng 1, nhà thầy Nam có cháu nhỏ 20 tháng tuổi mắc COVID-19. Lúc đó thầy gọi điện cho cán bộ thuộc tổ COVID cộng đồng của trường để thông báo. Nhưng không hiểu sao, cán bộ tổ lại nghe là thầy Nam có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Từ việc nghe nhầm này, tổ COVID cộng đồng của trường đã báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7, nơi trường cư trú đóng, rằng thầy hiệu trưởng là F0. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, thầy Nam ở nhà từ khi biết cháu mình là F0. Đến sáng 17 tháng 1 có vào trường để lấy máy móc. Khi vào trường, thầy Nam test nhanh ở trường cho kết quả 2 vạch. Đến 18 tháng 1, Y tế phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, nơi thầy Nam cư trú test lại. Kết quả kit test có 1 vạch và kết luận là thầy Nam không mắc COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo phê bình cá nhân thầy Nam thuộc diện F1 nhưng vẫn đến trường là vi phạm quy định về phòng chống dịch. Sở cũng phê bình tổ COVID cộng đồng của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn không xác minh sự việc rõ ràng mà đã báo cáo khiến dư luận có thông tin rằng thầy hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc, ông Hiếu nói. Trước đó vào ngày 17 tháng 1 có thông tin thầy Phạm Thanh Nam trong tình trạng đang mắc COVID-19 vào trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn, nơi ông là hiệu trưởng, lấy laptop và hồ sơ. Theo lý giải của thầy Nam, do đang trong thời gian cách ly tại nhà, công việc lại nhiều nên muốn vào trường để lấy laptop về làm việc. Khi vào phòng lấy máy tính, ông ngồi lại 5-10 phút. Trường có 2 khu tách biệt dành cho học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Phòng làm việc của thầy Nam nằm ở khu tiểu học. Tại thời điểm hiệu trưởng đến trường lấy đồ, nơi này không có học sinh và ông cũng không tiếp xúc với ai. Học sinh tiểu học tại TP.HCM hiện chưa đến trường. Trước thông tin hiệu trưởng F0 vẫn đến trường làm việc, ngày 19 tháng 1, Ủy ban nhân dân TP.HCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM làm rõ trách nhiệm của ông Phạm Thanh Nam, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện trong 3 ngày làm việc. Ủy ban nhân dân TP.HCM cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện quán triệt toàn thể cán bộ công chức viên chức, nhất là giáo viên đang tham gia công tác tại các cơ sở giáo dục phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Cá nhân nào không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định. Thông tin này có lẽ được rất nhiều phụ huynh chú ý. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022, dự kiến học sinh nhiều khối lớp trên địa bàn Hà Nội và trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 tại TP.HCM sẽ quay lại trường. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khoảng thời gian từ mùng 7 tháng 2 đến mùng 8 tháng 2, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hiện nay, toàn thành phố Hà Nội đã có 99,6% giáo viên đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Với học sinh trung học phổ thông, có 99,6% học sinh đã tiêm mũi 1, 97% đã tiêm mũi 2. Với học sinh trung học cơ sở, toàn thành phố có 99,5% đã tiêm mũi 1, 97,3% đã tiêm mũi 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng tỷ lệ tiêm vaccine này đảm bảo yên tâm dạy và học trong thời gian tới. Hiện nay, Hà Nội đang tổ chức cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tại những quận, huyện, thị xã đủ điều kiện an toàn được đến trường học trực tiếp. Dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ khoảng mùng 7 tháng 2 đến mùng 8 tháng 2, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12, đồng thời đưa ra phương án đảm bảo an toàn nhất cho học sinh. Một trong những nội dung Hà Nội chỉ đạo quyết liệt là nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền sở tại trong việc cho học sinh đi học trực tiếp. Cấp ủy và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để bùng phát dịch trở lại. Nếu không có gì thay đổi, sau Tết âm lịch, Hà Nội sẽ triển khai theo chỉ đạo của chính phủ về mở cửa trường học, ông Trần Thế Cương cho biết. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đề xuất cho trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đi học trở lại kể từ ngày 14 tháng 2 sau Tết Nguyên đán năm 2022. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trẻ trong độ tuổi từ nhà trẻ đến lớp 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa được đến trường. Điều này đã khiến một lực lượng lớn lao động là phụ huynh chưa thể tham gia lao động trực tiếp. Hơn nữa, việc ở nhà học trực tuyến trong thời gian dài khiến học sinh phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe, từ thể chất tới tinh thần như thừa cân, béo phì, tật khúc xạ, ù tai. Ngoài ra, với học sinh lớp 1, 2 và lớp 6, đây là năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, việc học ở nhà trực tuyến kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng nội dung của chương trình. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non cần chuẩn bị kỹ việc đón trẻ đến trường và chuẩn bị cho trẻ kỹ năng sống thích ứng an toàn với dịch bệnh. Đặc biệt, đối với các nhóm trẻ tư thục ngoài công lập, cần phải làm chặt chẽ, đảm bảo tối đa an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 là trên hết, phải đảm bảo nghiêm túc 5K theo yêu cầu của ngành y tế. Ngoài ra, để chuẩn bị cho việc đón trẻ trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo có văn bản gửi lãnh đạo các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đề nghị không tiếp tục sử dụng các trường mầm non làm điểm tiêm vaccine để thực hiện việc sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất, chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại. Ông Nam cũng cho hay, việc đi học lại của trẻ mầm non là trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, không được ép buộc. Trường đại học đầu tiên của Hà Nội cũng đã thông báo lịch đi học trở lại ngay sau Tết Nguyên đán. Đó là Trường Đại học Ngoại thương. Trường đã thông báo kế hoạch học tập của sinh viên, học viên, các hình thức và trình độ đào tạo sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Như vậy, đây là trường đại học lớn đầu tiên ở Hà Nội thông báo lịch đi học trở lại của sinh viên sau Tết Nguyên đán 2022. Hầu hết trong học kỳ 1, các trường đại học ở Hà Nội đều cho sinh viên học trực tuyến, số ít trường chỉ cho sinh viên đến trường thực hành và làm thí nghiệm. Đối mặt với biến chủng mới Omicron, các cơ quan chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực truy vết, điều tra dịch tễ, người tiếp xúc với các ca bệnh. Tại cuộc họp thông tin tình hình dịch COVID-19 mới đây, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát, số ca mắc mới và tử vong tiếp tục giảm. Hiện số lượng người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế dã chiến chiếm khoảng 10 đến 30% công suất giường bệnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng Omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại. Do đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp lại các hoạt động của các bệnh viện dã chiến trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán. Nhân viên y tế, nhân viên khác sẽ tạm thời trở về công tác tại đơn vị chủ quản. Việc này tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian được phục hồi sức khỏe, đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Sở cũng đề nghị lãnh đạo các bệnh viện phải luôn sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch trong vòng 24 giờ khi Sở Y tế chỉ đạo kích hoạt lại hoạt động của các bệnh viện dã chiến. Bệnh viện dã chiến số 12 được phân công tiếp nhận người nhập cảnh, nước ngoài, điều trị ca bệnh nhiễm Omicron. Bệnh viện này sẽ tiếp tục hoạt động và được bố trí thêm lực lượng khác để hỗ trợ. Suốt thời gian dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở y tế điều trị COVID-19 tại thành phố đảm bảo hoạt động xuyên suốt, đề phòng tình huống biến chủng Omicron phức tạp, bà Mai lưu ý. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cũng cho biết, thành phố đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó với biến chủng mới kể từ cuối năm 2021. HCDC đang chủ động giám sát chặt chẽ tất cả các con đường từ sân bay cửa khẩu đến cộng đồng. Tất cả các trường hợp nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất đều phải thực hiện test nhanh. Trước khi lên máy bay, những người này phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ và test nhanh kể cả khi lên máy bay. Tất cả người nhập cảnh có test nhanh dương tính đều được chuyển cách ly tại bệnh viện dã chiến số 12. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm để giải trình tự gen xác định chủng virus. Ở trong nước, HCDC cũng có lực lượng thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ở khu vực có nhiều người nhập cảnh, nơi có dấu hiệu tăng số ca nhiễm nổi trội để tầm soát xem có biến chủng Omicron tại cộng đồng hay không. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, khó mà nhận định được nguồn lây của các ca bệnh nhập cảnh. Bệnh nhân có thể bị lây ở trong nước mà cũng có thể lây ở nước ngoài. Mặc dù theo các nghiên cứu, virus SARS-CoV-2 có thời gian ủ bệnh từ 2 cho tới 14 ngày, biến chủng Omicron có thời gian ủ bệnh ngắn hơn, nhưng cũng không loại trừ có những trường hợp đặc biệt. Theo bác sĩ Khanh, cách ứng phó với biến chủng Omicron cũng giống như các chủng virus được phát hiện trước. Người dân tiếp tục tuân thủ 5K, tiêm phòng đầy đủ 2 mũi vaccine trở lên để làm giảm nguy cơ lây bệnh và bệnh nặng.